đó. Bây giờ còn bắt đầu đi lên nhà anh Tuấn Nguyễn nha, đưa cho cái thùng mì hảo hảo cho dì Chức nha. Tại hôm nay dì Chức than khóc quá trời luôn, bây giờ buôn bán rồi làm ăn chân chính lại nên giờ còn cũng má chồng cũng mua một thùng mì cho dì Chức để cho Chức ăn sống qua ngày nha cả nhà. Đó, ai thương Chức ủng hộ cá khô cho dì Chức đồ. Thôi Chức đâu Chức, có quà này Chức. Có quà này Chức, mặc đồ chưa? Chưa. Trời, mặc lẹ đi, mau lên đi, quà của má chồng bên nước ngoài gửi về. Má chồng nào? Ai biết má chồng nào bên bển á. Trời, nãy có chuyện ai gọi con nói là má chồng giờ muốn làm má chồng của gì Chức. Chị hai nào trời? Ờ, chắc chị hai nào, chị ba, chị cơ gì đó. Nói chuyện dùm đi. Ừ, giờ người ta muốn gì Chức ra này, Chức khai mặc đồ chưa? Chưa. Mặc lẹ đi. Thôi. Có ra nghe không? Lấy quà không? Nghe. Ừ. Mày đưa đây tao nói chưa? Người ta đưa quà cho dì Chức luôn nè, chứ đâu có đưa gì đâu. Ở đâu? Bây giờ con đang cầm này, Chức thay đồ đi, con đưa dì Chức. Trời ơi, tao đang cầm trù người mày ơi. Thay đồ, mặc đồ vô đi, lấy miếng da che lại người lại cũng được nữa. Cái nặng đâu che. Lấy cái mền, chẳng lẽ không có mền luôn hả? Không. Trời ơi, sao khổ quá vậy trời ơi, cái mền cũng có luôn dì Chức. Mền nào? Mày vô Tấn Nguyễn có cái mền xà xanh á. Ủa chứ dì Chức đang làm gì vậy? Cái chuồng sao mặc đồ? Đang giặt đồ mặc gì? Ủa, đang giặt đồ quá. Nãy giờ tưởng Chức nằm trong giường. Đang giặt đồ. Giặt đồ hả? Thôi quà mang đem nha. Ừ. Thôi mang đem quà vô nha Chức. Đưa đây thì không đưa. Bây giờ Chức đang vô lấy cái mền trong cái ga đó đây. Lấy cái mền trong cái ga đúng không? Nè, che lại chứ. Đây, chẳng rồi. Về quấn người lại nha chứ. Ừ. Quấn kỹ nha chứ mà thấy là trái mạng đó. Trời ơi. Nè chứ. Khoan, cũng vậy được, trời ơi, từ từ ơi, chứ không có sao đâu. Quấn lại trước đi, Trời ơi. Quấn sạch chưa? Quấn cao không? Đừng có quấn thấp quá nha. Cao. Trời ơi, chắc quấn rồi nha cả nhà. Chị dạ. Quấn ôm sát vô. Rồi ra đây nhận quà chứ. Trời ơi. Vậy. Trời ơi gì chứ. Ai cho? Đó, quà của anh nước ngoài gửi về cho chứ. Anh nào cho con chút xíu tao bạn. Gì? Ai cho? Bên nước ngoài gửi cho Chức, cảm ơn đi Chức. Cảm ơn nha. Mì hảo hảo. Rồi để chắc chắc rồi. Đừng có cụ cái đầu ra. Thôi con gửi con mì cho chị Chức nha, má chồng cặn nên ghẹo Chức xíu vui vẻ nha cả nhà. Hảo hảo chua cay nha, mì cơm, mì rồng, mì rắn gì tùm lum á. Giấu mặt. Đó, chị đó, chị Quỳnh ủng hộ cho Chức mỗi cái 1 ký. Cảm ơn chị Quỳnh. Đó, chị đó Đà Lạt, chúc chị nhiều sức khỏe đi Chức. Chúc chị nhiều sức khỏe. Ăn ngon ủng hộ em tiếp. À nè, có tay á, chị ăn ngon nhớ lên lì xì tiền cho em. Trời ơi, ăn ngon nhớ ủng hộ chả cá nữa nha Chức kêu. Thôi, chả cá thịt trùng, chị đừng ăn nha Quỳnh. Tiền Chức quá trời luôn. Trời ơi, chồng quyền lên kìa, nó cứ ngồi vậy hoài. Bây giờ ai cũng ngồi ghế được không? Có bạn tại đây lượn lộn con cũng ngồi ghế được thôi, lượn lộn nhà con mình nó sợ cái gì. Ba cũng vậy. Còn trời ơi, cái tốn này tốn người kia không à. Ăn tôm đi. Tôm tép má lượt à. Ăn đi chịu hưởng ngon. Anh bảo dán đăng lên trên mạng. Lên trên mạng. Trời ơi. Xin chào cô chú anh chị nha. Một cầm vừa đến mà báo một tin rất là vui luôn. 15 cây có nữa anh Tuấn Nguyễn. 15 cây rồi. Đó, cả công ty này sống. Tôi nói tôi mua mệt, tôi đâu có xin. 15 cây là sống thêm nữa kìa. Nhưng mà sao gì cầm nói là gửi hình cho anh Tuấn Nguyễn đó anh Kiều Long An cho. Quen cái gì, ai quen, gì kiểu. À, gì cầm ghẹo. Không phải ông Sáu gì lo chứ không phải gì kiểu.
sáu cái liệu. Sáu cái liệu. Không phải. Sáu cái liệu. Vậy là ngày 15 tháng sau là cái giữa tháng sau là chồng có xe đúng không chồng? Không, chúc mừng cái gì cầm nha, có được chiếc xe nha mọi người. Sao gì cầm tự làm mua hay sao? Tự đi mua. Ý là tiền á mình làm để dành. Cầm để dành hả? Mà hả, bán cái số rồi hả? Đã được 150. Từ 15 tháng sau hả? Rồi còn có mười mấy ngày mà đủ chung đường. Bữa nay là 29 là 17 ngày nữa. Còn có 17 ngày nữa, 1 ngày. 17 ngày, 150. Dạ, cầm để dành được nhiêu gì cầm? 200 gì? 350 rồi. Ủa sao nãy nói 200 bây giờ lên 300. Bao nhiêu số ngày hôm nay hết 150 nữa, là 350. Còn xe đi lên đây bằng gì cầm? Đi xe. Đi sân đó. Lát đi với má chồng. Ủa sao nãy thấy lên clip mà thấy gì thì cầm đi với sân mà. Đâu? Công chuyện mà nó còn cho nó nói là ủng hộ cho nó giữ điện thoại không? Mà điện thoại cũng hợp chứ. Người chức đang sạc pin. Chắc ơi, mình cầm đến là mua cô ủng hộ cho chết kìa. Nói chung là bây giờ là chị cầm đó là người khác nha mọi người. Bảo đây cầm nó đó buôn bán. Cô ăn đi má. Buôn bán để dành dụng tiền để mua xe máy. Không, qua đây. Qua đây gì chức thường không? Chức mua cơm. Sao? Vậy ai biết, tôi đâu có biết. Cô ủng hộ không? Rồi sẵn đây thì tuyên bố bỏ nhậu nha mọi người. Năng cho cảm giác mọi người. À, có cá lù đù nha cả nhà. Nè mọi người mời mọi người cá lù đù. Ví dụ mua nhiều có bớt không anh? Một cá dứa nuôi 150. Lạc xưởng thịt nạc 300. Tôm chanh 8. Bia nhiêu anh? Bia 22.000 lon. 22.000 lon. Đó phục vụ tại chỗ. Là nhậu chung với anh luôn á đúng không? À, còn dần tài trợ. Ngon không? Nó bằng đi chơi luôn. Ngon, không bị sát gì hết. Thì chức ngồi đây á nên còn không có review được nha cả nhà. Rồi. Ai cho chức nhận à? Ừ. Bây giờ đi bán cho số bán nổi. Dì chức mới bán được lời mấy xị rồi, dì chức phục vụ cho mọi người nha, múc cơm cho mọi người ăn nha. Đó, ăn cơm ngon anh Bảo. Đó, giờ anh Bảo cũng dùng thử trước test hàng nha cả nhà. Đó, giờ bắt đầu anh Bảo, dì Sưng với anh Tuấn Nguyễn ba cây nhậu nha. Đi mua nửa bao đá đi còn. Nửa đá còn, cái lâu quá. Đó, sao chức lo, ấy chức ơi. Thôi giờ lập xưởng, giờ khô cá lù đù chiên xong chưa chị? Đang chiên một cái dứa. Khô cá dứa hả? Không có mặn, vừa ăn. Có miếng nhỏ nào không chị? Giòn không ghê luôn á. Miếng nhỏ hả chị? Tươi nó mới bở đó. Không phải. Càng tươi nó càng bở đó, khô nó mới không bở. Có xương không chị? Không. Đó, đây là miếng khô cá dứa của dì chức bán nha. Khô cá dứa thịt kiến nha cả nhà. Thịt kiến. Thịt kiến hay chứ? Không có hả? À? Chứ sao chứ biết con thịt chuột? Đó, chứ thấy chưa? Từ nay là mọi người có mồi nhậu rồi nha. Ai mà có không có mồi nhậu thì mua ủng hộ cho thì chết con có mồi nhậu. Nói chung thì chứ bán ngon nha, con cá dứa ngon nha cả nhà. Nói chung là dì chức mới lòn cai em nên bắt buộc em phải khen nha cả nhà ơi. Chứ em không có muốn khen nha, vợ lòn cai mà không khen thì không có được. Đúng rồi. Ừ. Chỉ có chả cá em là ngon thôi anh ơi. Nhưng mà chả cá gai không gì ngon hết anh ơi. Trời ơi, không lòn cai nữa, múc cơm cho ăn đi cho đừng có nói nữa nè. Không múc cơm cho cháu ngon rồi. Không dì chức cái gì hoài à, lót đường cho bảo vệ. Nói giờ còn sẽ chấm miếng muối nha cả nhà. Lạc ngon ha. Khô đó là khô dứa đó hai em ha. Lạc ngon phải không? Lạc ngon. Trung Nguyễn, cho Trung Nguyễn, Trung Nguyễn. Không lạc gì chứ. Ăn nữ còn cảm giác lạc xưởng với lại cá dứa rồi. Thôi giờ em không mua lạc xưởng, em mua cá dứa đúng rồi. Lạc chứ ngon quá mà anh. Ngon. Nhậu quá mát phải không? Ngon chứ. Rồi tới gì Xuân nè, đó cũng ăn lạc xưởng ký 300.000 nè. Nói thiệt nha, nói thiệt lòng nghe gì Sơn. Qua đồ ăn gì đúng không? Qua đi, có mỏ. Qua đi, có mùi nhang hả? Chạy hương trận mua á. Trời ơi. À. Không có dứa ngon thiệt.
Quán Công Tâm luôn rồi. À, còn bây giờ anh Bảo khen rất là ngon. Nhìn thấy trắng quá vậy anh Bảo. Chút lấy vô, làm chưa? Bả rủ anh mũi cho mình làm thôi. Được. Bị quá chị. Ăn thử đi, ngon là đừng đừng có cái bất ngờ luôn rồi. Mẹ nóng. Đây vô ra tủ đây tôi cắt ra cho tôi mượn. Ờ cắt ra nhỏ nhỏ cho vậy. Vì chất là chiên về ăn khô nha mọi người. Rồi bây giờ vì chất ăn là khen ngon dở là biết liền à. Cái này chất ăn xong chất khô queo luôn. Đó giờ chị Quyền đang cắt cho mọi người ăn nha. Tết mà ăn ngán á thì có món khô mọi người mua khô ủng hộ để trong tủ lạnh lâu bao nhiêu lâu được nó ăn cái chùi. Đó. Khi mà mình ngán thì mình ăn khô, mình không ngán thì mình ăn hồng vịt. Đó, bánh tét bánh ít. Rồi giúp ơi, cầm lên kìa, lúc hồi cầm lên tới thì giúp kêu cầm ủng hộ đi nha. Bánh tét là liên hệ em nha cả nhà. Củ kiệu dưa món lên. Ăn thử khô chút. Mai em đem qua chưa chứ. Chút. Ăn thử khô rồi. Rồi chấm muối tiêu nữa ăn chút. Ăn chưa nó ăn nó vừa ăn vừa ngọt ngọt nữa. Nói chung chấm ai mà ăn mặn đó thì ăn chấm em miếng muối tiêu cho nó có gọi là gia vị. Còn chứ ai mà ăn lạc ăn nghề vừa sao? Luôn á. Ngon nó ngon, dở nó dở. Trời đồ mình bán mà sao khen sao chơi được vậy chứ. Mọi người ơi đừng ủng hộ gì chất nha, ủng hộ cho toàn đi nha mọi người. Trời ơi, ai cũng khoe con cái gì chất ơi. Chứ không có lòng tay, không có lòng tay cho anh. Chứ có lòng tay cho con đi, con khen cho. Trời ơi, chất đội nón Noel quảng cáo nha. Ở trên lát sắt lạp xưởng ra kìa. Lạp xưởng nó có bự bằng của Tuấn Nguyễn không chứ? Trung Bình. Trung Bình là lạp xưởng Trung Bình. Mà của anh ảnh bự bự cái gì không? Hay là nhỏ hơn? Một xíu à, dễ thương lắm. Anh ăn thử cho mọi người. Thử hoài anh gà, trời ơi. Để anh gà chưa mua ký nào gì chứ. Ký này 300 em. Yeah. Em có nửa ký à, còn nửa ký nữa. Ký 300 á. Đó là đặc biệt mà, đặc biệt rất là ngon nha. Còn cứ ăn thử là còn nhìn là biết nha. Thử đúng ngon. Ngon lắm. Cho em miếng chị Quyền. Không à, không có mỡ luôn á. Không à, không có mỡ. Đúng rồi, 300 ngàn. Đó. Đây là không biết lập của đó quý vị ơi. Không biết lập xưởng này lập xưởng gì nha cả nhà. Cả nhà có thể lên comment cho còn biết nha. Gà nữa, vừa ăn, không có mặn. Ngon vậy. Chú anh chị nhớ ủng hộ cho hai vợ chồng dân phu dân phụ dân tộc của chú anh chị. Chú đây ngon ngon thiệt á. Đôi vợ chồng biến thái. À, mấy cái này mà nhậu với bia thì bá phát à, lạp xưởng khô rồi thêm. Thiếu cái món gì của nhà cá nữa. Đòn lấy cho cá ra. Cá có. Đây cho cá giới thiệu luôn cậu ơi. Dĩ rồi. Chị Chất rồi cho cá giới thiệu luôn nha. Chị Chất. Chị Quyền kia đi miếng cho cá luôn. Ừ rồi. Rồi. Anh như dưới đây coi. Ôi gọi đi. Cứ vậy hoài à, mình buôn bán cũng ủng hộ gì Chất rồi đó. Thì Chất nói vậy. Buồn ghê đúng rồi Chất ơi. Dọn nhà đủ xương luôn. Thấy anh nhìn làm vậy được không? Đó giờ bắt đầu vô nha cả nhà. Chất làm ba không à. Giờ bỏ tiền ra cho buôn bán, bỏ lấy tiền lời cho bà. Chồng có quyền qua, kìa, bụng kế chồng rồi. Em chỉ làm bà nè. Phải có người phụ bà thì bây giờ không, có người phụ bà. Cười cái gì chứ, cười con cái gì chứ. Gì chứ, cười cái gì chứ. Thôi chứ không chịu cười luôn cả nhà ơi. Cái gì vậy? Ờ đúng rồi. Gì chứ, nó đúng. Mẹ cá khô cho anh mãi thì dùng cá khô. Cái nào cá khô, cái nào cá khô. Cái nào là gì sân? Cái nào cá khô, cá khô. Cái này một nắng mà. Một nắng cái đầu mày, tao lấy một nắng cho mày ăn. Rồi ai ăn cũng gây hết nè. Đúng rồi, nói sự thật thôi. Chứ ơi, để mất công ta ăn vô mà không đúng không ta nói. Chất lượng hơn. Đúng rồi. Để mình bán lâu dài, người ta có khô này, người ta ăn lâu dài luôn. Ây dù quá. Cái chồng đi đi luôn. Trước tiên là bây giờ món lạp xưởng với món cơm của dì Sưng mua lên trước nha. Giờ chị Quyền cũng đang nướng chiên cá cái gì cả khô cá dứa. Cái loại này là 300 hay 200? 300. Đó rất là hấp dẫn nha cả nhà. Đó thì chị Quyền đang chiên con cá dứa bên đây nha. Đó chị thấy sao chị Quyền? Ngon hả? Đúng rồi, phải thử mình mới biết chứ.
ăn rồi cảm nhận nghe cả nhà ơi. Đó bây giờ. Ủa mà loại này là đặc biệt quá không anh? Đặc biệt. Nó trong từ từ giống như trong mấy bánh trung thu. Trời trời. À cái lạc mặn hay sao cho mọi người biết cảm giác đó. Bảo. Vừa ăn không? Vừa. Lạc nhiều lắm thì lạc nhiều. Là nếu mà đánh giá thì em thấy ngon không? Ngon. À, đó mọi người. Đây là sợ mỡ đó. Thì mua cái loại đặc biệt ha cho chú anh chị. Cái loại kia em chưa ăn mà em nghĩ chắc loại này nó nạt nhiều, cái kia nó mỡ nhiều hơn. Cái kia đó mỡ nhiều hơn ha. Nếu mà ăn cái đặc biệt thì ăn loại kia thôi. Nạt nhiều hơn. Nạt nhiều nhưng mà nó cũng không nước khô, không bị cứng. À, vừa ăn. Đó là những cái của anh Bảo nha, cái đó là từ tình ha, để góp ý thôi. Nhưng mà có bất ngờ là anh Bảo càng ngon thì ơi, ai nữa? Ai nữa? Cho gì chất luôn. Vì chất bán đặc thử thì vì chất cũng phải ăn thử coi như thế nào. Ở đây là mẹ bà chính nhà có gì chứ, ông Bảo, chị Nguyễn, Nguyễn. Rồi. Hôm nay ủng hộ anh gà vô ủng hộ nè. Đặt thưởng 300.000 ký nè, đặc biệt mà đó. Xương mạc chứ nè. Ai mà không có thích ăn mỡ thì mua đặt thưởng này. Giòn cứng lắm, thịt sưởng giòn cũng nhất. Bảo là chất lượng. Đi mua nửa bao tải. Thường là nhà anh Hưng giờ là nói từ sao không kéo quà nữa. Không có chọn đi được. Cái cơm này là em bán chị rồi, thịt đó chị nói với đám em quay, giờ cho mũi kênh quay để rồi nhắc tên cho chị nha. Rồi ok. Đổi tên là vừa anh gà ơi. Nói vậy đó mấy tên. Chết ơi, hôm nay của chị Quyền rồi, con đang quay kênh mới nha. Tên lúc nào là gần rồi. Gần gần. Gần gần hả? Mấy người biết đặc sưởng là Ủa cầm like thiệt luôn anh gà. Đâu? Gà lại sớm vậy. Kênh anh sắp bán, anh đừng có quỷ cho cái kênh banh là chị anh bán cho chị Nguyền nha anh. Điện thoại của ai kêu vậy? Chị Sơn ơi, có điện thoại gì Sơn ơi? Rồi. Còn khô cá đầu là 170. Khô cá đầu là 160. Còn thử lượng ngon là 300. Còn lại không ngon là nhiêu? Lợi nạt. Lợi nạt, không nạt. Lợi nạt, lợi nạt. Lộn nhiều 220. Lỗi công nè, thế là 220. À, đó là giá cái gì giúp cho mọi người, cái gì ủng hộ cái gì giúp nha, giúp nói chung là tuổi già sức yếu rồi, giờ không còn đánh với số nổi nữa, chuyển cho bán khô rồi mọi người. Còn chỗ sủa hoài. Cái này chở gì giúp vậy? À, anh bỏ vốn cho chất làm, lời gì chất lấy. Đó, anh bỏ vốn cho bán khô. Đúng. Là giúp đỡ dì chất để dì chất có tiền ăn Tết, với lại cái thứ hai nữa là muốn cho dì chất có tiền uống thuốc. Mới bán đây hết kiếm 4-5 xị á, ghê không?